số 5 của chuỗi về ngữ pháp của lần 2. Thế thì trong clip số 5 này chúng ta sẽ học về 4 mẫu ngữ pháp, mọi người nhìn trên bảng nhé. Đầu tiên sẽ là to itta. Hai to ittemo so wa kara to itte. So wa na to iba hay là to yuto hay là to ittara đều giống nhau cả. Bài này mình sắp xếp tổng hợp lại toàn bộ những cách dùng của những cái dạng câu mà to iu nên chúng ta chú ý khi mà học nhé mọi người nhé. Okay, chúng ta bước vào sang ngữ pháp đầu tiên này. Ngữ pháp đầu tiên đó là danh từ 1 hoặc có thể danh từ 2, danh từ 3 nữa cộng với tố ít tạ và sau đó lại một danh từ. Thì cái phần mà tố ít tạ này mình sẽ dịch bằng một từ, đó là chẳng hạn như là. Tất cả cụm này sẽ dịch là cái danh từ này chẳng hạn như danh từ 1, danh từ 2, danh từ 3. Ok? Ok. Phần này nó liệt kê ra giống như nado đúng không? そうですね. Câu thứ nhất, 私はケーキ、ハンバーガーといったカロリーの高いものが大好きなんです。Câu này mình sẽ dịch là chủ ngữ là tôi đúng không? Tôi thì thế nào bây giờ nhỉ? Tôi thì rất là thích大好きなんですね. Thích cái gì? Thích những cái mà calorie no takai mono, là thích những cái đồ ăn mà có nhiều lượng calo, chẳng hạn như là ví dụ như là bánh ngọt hay là hamburger đấy. Ok. Hay câu số 2. Số 2. Chữ Hán này các bạn đọc được không? Có hai chữ Hán đúng không? Kyoto đúng không? Và Kamakura. Kyoto とか Kamakura といった古い町には寺が多い。Đây là nói về hai địa danh, liệt kê ra hai ví dụ về hai địa danh ở Nhật Bản đúng không chúng ta? Nhưng mà mình vẫn sẽ dịch cái cụm danh từ chính là Furitera đấy nhé. Ở những thành phố cổ như là Kyoto hay là Kamakura thì có rất nhiều chùa, được chưa nhỉ? Okay. Hai câu với câu. この町では地下鉄やバスといった交通手段が発達している。Câu này mình sẽ dịch là gì đây nhỉ? Ở cái thành phố này, Konomachi dewa, ở thành phố này thì những cái gì, những cái kotsu shudan và cái cụ thể cho cái kotsu shudan, những cái phương tiện giao thông là cái ví dụ như là chikatetsu là tàu điện ngầm này, hay là basu là xe buýt này, thì rất là hatatsu steru là rất là phát triển. Ok. Ở những thành phố này, những cái phương tiện giao thông đúng không, chẳng hạn như xe buýt hay là tàu điện ngầm thì rất là phát triển. Ok. Hay, mẫu thứ hai đó là to itemo. Cách chia của nó, anh cứ nói đi. Chia? Cách chia thì thể lực hay là danh từ cứ như bình thường thôi. Không có gì cả. Thể thường danh từ cũng to itemo mình dịch là mặc dù là thế này, nhưng mà trên thực tế là thế này. Ok? Ví dụ đầu tiên em đọc nhé. 1番, 料理ができるって言っても、私は作れるのは簡単なものだけですよ。Mặc dù là tôi nấu ăn được đấy, thế nhưng mà những thứ mà tôi nấu á chỉ là những món đơn giản mà thôi. Như kiểu là em đúng không? Mặc dù là mình gọi là cũng biết nấu ăn đấy, nhưng mà thực ra nấu được thì cũng toàn món đơn giản thôi. Câu số 2. Câu số 2. Nachiyasumi to itemo yasumeru no wa 2日 shika nai. Dù nói là, dù gọi là kỳ nghỉ hè đi chăng nữa, nhưng mà thực tế thì trên thực tế những ngày có thể nghỉ cũng chỉ có 2 ngày thôi. Tiếp theo, 年を取っていると言っても父はまだとっても元気だ。Ví dụ như là bố của anh Dũng đúng không? Mặc dù là đã già rồi đúng không? Thế nhưng mà vẫn còn rất là khỏe. Chẳng hạn như vậy, được chưa nhỉ? Ok. Chúng ta sang ngữ pháp số 3. Những mẫu ngữ pháp này rất là dễ, nhìn qua là chúng ta nhớ được ngay rồi đúng không? Ngữ pháp số 3 là thể thường cộng với kara to itte. Thì cái này nó hơi khác cái ví dụ ở bên trên một cái mẫu pháp tối t mố ở bên trên một chút. Chúng ta dịch là dù là, nhưng mà đằng sau là thì không hẳn là thế này. Và đuôi câu thường đi với những cái mẫu câu phủ định mà trên này mình đã ghi rồi đúng không? Ví dụ như là wake dewa nai hay là to wa kagira nai hay là to wa ienai desu ne. Hai, câu 1. Kaimono wa keikaku teki ni. Hai. Yasui kara to itte kai sugi nai you ni shimashou. Ok. Đi mua sắm thì cũng phải lên kế hoạch, được chưa nhỉ? Phải lên kế hoạch, từ giờ phải lên kế hoạch này. Dù nói là hay dù là có rẻ đi chăng nữa, nhưng mà cũng sẽ cố gắng để không mua quá nhiều, được chưa nhỉ? Câu số 2 này. Seiseki ga ii kara to itte shushoku ga dekiru to wa kagira nai. Câu này đúng không? Seiseki na thanhtik ga ii na tot. Mặc dù thanhtik có tốt đi chăng nữa thì
Toa kagiranai nó có nghĩa là chưa chắc, chưa chắc đã xin được việc đâu. Shusoku ga dekiru là xin được việc. Shusoku bình thường khi mà những học sinh mà vừa mới tốt nghiệp xong họ hay họ nói câu này đúng không? Đã tìm được việc chưa? Shusoku dekita. Hai, so desu ne. So iu kanji de. Hai, ja 3 ban. Wa. Desu ne. Watashi wa yomimasu. Ii ka? Hai. Undou wa hitsuyou desu ga, dakara tte itte yari sugite wa ikemasen. Vận động thì là cần thiết. Thế nhưng dù vậy, chúng ta cũng không được lên vận động quá sức. Ok. Ok. À, trong cái câu này có một cái lưu ý nhỏ là dakara to itte ne. Dakara to itte. Bình thường là thể thường với kara to itte, nhưng mà cái từ này, cái mẫu câu này có thể tách riêng ra thành một từ nối. Dakara to itte, dù vậy, dẫu vậy, desu ne. Ok. Ok. Vâng, chúng ta cùng nhau bước vào mẫu thứ tư, đó là danh từ cộng với lại toieba, toittara và toyuto. Đây là một mẫu ngữ pháp chắc là những bạn nào mà học từ N3 cũng đã quen rồi đúng không? À, tuy nhiên ở N2 nó cũng có gặp nên mình sẽ giới thiệu lại một lần. Cái này mình dịch là nếu như nói đến cái danh từ này, nếu như nhắc đến cái danh từ này thì ngay lập tức trong đầu mình hiện lên một cái hình ảnh gì đó rất là tượng trưng, nghĩ ngay được đến khi mà nhắc đến cái danh từ này. Ví dụ như câu số 1. Nihon no hana toieba sakura ga sugu atama ni ukabu. So desu ne. Nếu như mà nói đến hoa của Nhật Bản thì ngay lập tức hoa anh đào sẽ hiện lên trong đầu, được chưa nhỉ? Đây một loài hoa rất là cứ nói hoa Nhật Bản người ta nghĩ ngay hoa anh đào. Ok. Này. Số 2. Vietnam no yumei na mono to iu to yappari aozai desu ne. So desu ne. À, nếu như mà nói đến đồ vật nào nổi tiếng của Việt Nam thì quả nhiên là phải nhắc đến áo dài chẳng hạn, đúng không? Ok. Hay là câu số 3. Số 3. Hanoi Nihongo no mori no hay là câu số 3 nhá. Hanoi Nihongo no mori to ittara Dương sensei no omoshiroi douga o omoidasu. Câu này mình dịch nhá. Nếu như mà nhắc đến Hanoi Nihongo no mori thì điều đầu tiên người ta sẽ nghĩ đến đó là những cái video clip rất là thú vị của thầy Dũng, đúng không? Đúng mọi người. Ok. 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 Thực ra đến đây là hết rồi đấy mọi người ạ. Hôm nay đầu xuân năm mới đúng không? Chúng ta khởi động với nhau bằng một clip vô cùng là dễ như vậy. Thì đằng sau này, hôm nay đặc biệt một chút là đằng sau này mình có chuẩn bị hai bài tập, tức là hai câu hỏi nhỏ liên quan đến những cái ngữ pháp chúng ta vừa học. Thế thì bây giờ chúng ta cùng nhau thử làm xem là những câu này thì chúng ta chọn đáp án gì nhá. Ok. Bây giờ mình sẽ đọc, còn lại đáp án thì các bạn tự comment nhá, xem phần nào là hợp lý là được. Ok. Câu thứ nhất. Chichi wa kaisha o kei shite imasu. Kaisha honya nara shain wa 6 nin dake desu. Okay. Ok, chúng ta có 3 đáp án. Một là nimo kakawarazu, hai là toitemo, ba là dakara toite. Vậy thì chọn đáp án nào đây nhờ? Mình có đáp án rồi. Có chưa? Thì nhưng thực ra em chuẩn bị rồi. Đấy, đáp án đây. Các bạn làm xong mà nhớ so xem mình làm đúng hay sai nhá. Ok, hay là dịch qua một chút nhỉ, câu này đúng không? Bố tôi thì đang kinh doanh một cái công ty. Điều hành một công ty rồi chứ nhỉ? Bố tôi đang điều hành. Nhưng mà dù gọi là công ty nhưng mà thực ra số lượng nhân viên chỉ có 6 người thôi. Okay. Cái tối tề mố nhớ lại nhá mọi người nhá. Tối tề mố à? Chúng ta có thể hiểu cách đơn giản như này, như này nhá. Khi mà chúng ta muốn nói một cái điều đó, hôm qua em vừa ăn món ăn của Nhật Bản đấy. Nói thế nhưng mà chỉ ăn một miếng sushi thôi. À, nói thế đúng không? Nói thế nhưng mà hôm qua em đi Mỹ đấy, nhưng mà chỉ đi Mỹ Đình thôi chẳng hạn. kiểu dạng như thế đúng không? Hay. Ok. Dù nói như vậy đúng không? Hãy nghe câu số 2. Hay. Bara no hana to ittara honyarara. Đáp án gì bây giờ nhỉ? Cho được 1 3 2 1 hết giờ. Đáp án là B. Đáp án B nhá. Nếu mà nói đến hoa hồng thì mình nghĩ ngay đến những cái gì nhỉ? Gai đâm rất là đau. Đúng hoa hồng thì phải có gai đúng không? Toke desu ne, toke là gai desu ne. Toke là gai. Kangai ma, chỗ này thiếu một chữ sự nhé. Sự ở dưới. À, sự dưới. À, chứ là bị lỗi đúng không? Okay. Nhưng đâu ra. Vâng, clip của chúng ta kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye.